Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, thế nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thống kê của Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, hiện nay các nhãn hiệu đăng ký nội địa có khoảng 50.000 đơn một năm, nhưng chỉ có khoảng 280 đơn yêu cầu đăng ký quốc tế. Vậy nếu các doanh nghiệp Việt không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường xuất khẩu thì có thể sẽ phải đối diện với những rủi ro, thiệt hại gì? Và đâu là lưu ý cho các doanh nghiệp trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu để tránh những tranh chấp không đáng có? Chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Trần Tuyên, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Elite để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào luật sư Nguyễn Trần Tuyên ạ. Vâng, thưa luật sư, mặc dù không phải là thủ tục bắt buộc, thế nhưng mà nếu các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các thị trường nước ngoài nơi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thì có thể sẽ phải đối diện với những rủi ro, thiệt hại gì thưa ông? Khi mà nhãn hiệu bị doanh nghiệp khác đăng ký trước ở nước ngoài ấy, thì doanh nghiệp sẽ bị mất quyền bảo hộ độc quyền đối với nhãn hiệu của mình ở nước đó. Đồng nghĩa với việc mất cái quyền bảo hộ nhãn hiệu thì khi doanh nghiệp kinh doanh, cụ thể là xuất khẩu cái sản phẩm của mình vào cái quốc gia đó, thì cái nhãn hiệu dán trên sản phẩm đó có nguy cơ trở thành là xâm phạm cái nhãn hiệu của người khác đã đăng ký được bảo hộ ở nước đó, và doanh nghiệp đối diện với cái nguy cơ là bị kiện bồi thường thiệt hại. Một cái nguy cơ nữa là dừng cái hàng, hay người ta gọi là áp dụng biện pháp biên giới, là dừng cái sản phẩm ngay tại biên giới hay cửa khẩu để xử lý xâm phạm. Từ đấy thì dẫn đến cái việc là cái doanh nghiệp không thể kinh doanh sản phẩm gắn nhãn hiệu của mình ở nước đó, và dẫn đến cái nguy cơ là mất thị trường ở nước đó nếu mà doanh nghiệp không tìm một cái nhãn hiệu mới để đăng ký bảo hộ. Thứ hai là khi doanh nghiệp không được bảo hộ nhãn hiệu ấy, thì doanh nghiệp cũng không có cơ sở để xây dựng cái thương hiệu của mình ở cái nước đó. Cái cơ sở pháp lý của việc xây dựng thương hiệu phải dựa trên cơ sở đăng ký nhãn hiệu. Thứ ba nữa là không có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ấy, không có cơ sở pháp lý để xây dựng một cái thị trường ở nước ngoài. Và thứ tư, doanh nghiệp có thể phải chi phí một khoản tiền rất là lớn để giải quyết cái việc tranh chấp hay là giải quyết cái việc khiếu nại hủy bỏ hiệu lực văn bằng trong cái trường hợp này. Vâng, để khắc phục tình trạng bị mất nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài, một trong những giải pháp được đặt ra chính là đăng ký bảo hộ bao vây. Tuy nhiên, liệu đây có phải là giải pháp tối ưu cho mọi doanh nghiệp không, thưa luật sư? Tôi cho là nó cũng không có ưu việt, bởi vì nó gây ra tốn kém về chi phí tài chính và về thời gian, cũng như là không chủ động trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nếu mà doanh nghiệp luôn luôn đi đăng ký nhãn hiệu bao vây. Bởi vì khi đăng ký nhãn hiệu bao vây, doanh nghiệp phải nghĩ rất nhiều các nhãn hiệu khác liên quan hoặc là tương tự với cái nhãn hiệu mẹ, hay mình hay gọi là house mark của doanh nghiệp, chỉ đăng ký bảo hộ cho những nhãn hiệu nào họ đang dùng, đang sử dụng ở trên thị trường, và để làm những cái nhãn hiệu chủ lực, và họ đầu tư rất nhiều chi phí cho hoạt động quảng bá, cho hoạt động marketing để đẩy cái nhãn hiệu lên trở thành cái nhãn hiệu nổi tiếng hay nhãn hiệu sử dụng rộng rãi. Từ đó họ làm cơ sở pháp lý để ngăn chặn những cái nhãn hiệu khác trùng hoặc là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của họ, bằng cách là họ nộp các cái đơn phản đối các cái nhãn hiệu mà họ thấy là tương tự gây nhầm lẫn với họ ngay từ thời điểm họ phát hiện cái nhãn hiệu đấy đã nộp đơn đăng ký và chưa được đăng ký. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động phát hiện là những cái nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn, thậm chí là được cấp văn bằng rồi, họ cũng sẽ hủy bỏ cái hiệu lực của cái nhãn hiệu được cấp sau mà tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của luật sư Nguyễn Trần Tuyên cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới,
hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.